Bữa nay tụi mình sẽ chơi, bữa nay ba chị em mình sẽ chơi đá banh, chơi thành trọng tài. Em là người đá, còn anh là thủ môn. Rồi bây giờ đây là khung thành, em đi qua đây để con xào xuống đây nha. Rồi đi qua em đây không? Đi đứng này, cái ban này mình sẽ làm lại đưa cho nó đá chứ. Rồi đây, để đi mất tiếng tôi. Rồi lần thứ hai, mới người thứ ba mới bị ban. Rồi không người thứ ba. Ủa sao mấy không? Rồi đây người thứ tư. Thì nhắm. Mình sẽ dẫn nó đi vô bệnh viện khám thử con mắt có bị gì không, chứ không mất công về bên má nó nhận không ra rồi chừng đi học cô tưởng học sinh mới nữa. Đi mất công một ngày nữa.